Hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái cổ phiếu hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là cổ phiếu về BNG ha. Cái cổ phiếu BNG thì nó sẽ là như thế này. Thì ngày 18 và ngày hôm nay, ngày 20 thì cổ phiếu BNG nó có một cái lực đà tăng mạnh mẽ như vậy. Thì xét về mặt đồ thị thì đã có rất nhiều video trước đó về BNG, về cái hướng view của nó. Em đã nói rất nhiều với mọi người, BNG là một trong những cái cổ nó khá là tốt trong thời gian tới. Căn bản là cái thứ nhất, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị tới cái mùa cưới. Thứ hai là BNG là một trong những cái doanh nghiệp mà về bản lẻ trang sức khá là tối ưu. Tối ưu ở đây là gì? Mọi người có thể biết là BNG chưa tới 6 tháng đầu năm mà người ta đã đạt được cái lợi nhuận hơn 50% cái mục tiêu đề ra trong năm nay. Thì mọi người hiểu, với cái lực thúc đẩy mùa cưới của năm nay thì BNG, chưa nói mùa các mùa thần tài lễ Tết chắc tới, thần tài lễ Tết sắp tới, mọi người Mỹ BNG còn có khả năng thặng dư được tăng bao nhiêu với cái cách bán hàng tối ưu như vậy. Thì với BNG, câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây thuộc về cái tính mùa vụ nhiều hơn ha. Mọi người thấy căng với BNG thuộc về cái tính mùa vụ nhiều hơn. Và đợt vừa rồi nó có thể tăng kịch trần như vậy á, một phần là cũng từ cái tác động cái giá vàng của thế giới qua chung mà. Giá vàng thế giới ngày 19 và ngày 20 vừa rồi đã có dấu hiệu bật tăng trở lại ha. Và giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng. Thì với các cổ phiếu mà liên quan tới giá hàng hóa thì mọi người phải hiểu như thế này. Với các cổ phiếu mà nó có liên quan tới giá hàng hóa thì khi giá hàng hóa tăng nó sẽ được hưởng lợi ở thời điểm ban đầu. Em xin nhắc lại cho mọi người nha. Nó sẽ được hưởng lợi ở thời điểm ban đầu vì các lý do mọi người phải hiểu, khi giá hàng hóa tăng, tâm lý chung ai cũng nghĩ cổ phiếu người ta sẽ tăng được giá bán hàng ra. Cái đó là chỉ trong ngắn hạn thôi mọi người. Còn về trong dài hạn á, có liên quan về các mối hàng và các bán hàng nữa. Khi mà giá cả hàng hóa nó không còn ở vùng giá hợp lý thì lúc đó giá cả nó buộc phải giảm về cái vùng mà người ta chấp nhận được. Vì vậy mọi người nên nhớ, các cái đợt tăng của giá vàng mà tăng mạnh trở lại như vậy á thì BNG nó sẽ được hưởng lợi một phần ha. Và cái nội lực của BNG em đã phân tích trước đó rất nhiều lần, là BNG nó đi trong cái biên này mọi người nè, cứ đâu đó tầm 100 cho tới 90, cứ lăn quăng trong vòng cái biên 10 giá như vậy, tích lũy liên tục. Và nó không chỉ tích lũy trong vòng một khung đâu mọi người, nó tích lũy trong vòng cả khung tuần và cả khung tháng. Thì mọi người phải hiểu, một cái cổ phiếu mà nó tích lũy quá mạnh như vậy thì khả năng mặt tung nó rất là cao. Chưa kể tới câu chuyện của BNG là từ đây tới cuối năm, mùa cưới, lễ hội, chưa nói các cái lễ nhỏ hơn, lễ thần tài rồi các kiểu, thì lực đẩy của BNG nó vẫn còn. Nhưng mọi người lưu ý nhớ nè, thường giá nó chạy trước báo cáo, khi báo cáo ra là nó giảm chứ nó không có tăng. Mọi người rất lưu ý điểm này giúp em, đó là về với BNG. Không phải lúc nào giá vàng tăng thì BNG cũng tăng nha mọi người, phải tùy vào bối cảnh, phải tùy vào thời điểm nữa, chứ không phải là lúc nào giá cả hàng hóa tăng thì giá cổ phiếu cũng tăng đâu. Mọi người đừng có bị hiểu lầm vấn đề đó ha. Tại vì trong một doanh nghiệp người ta còn có nghiệp vụ chuyển đổi giá nữa mọi người ha. Làm sao mình biết được trong báo cáo người ta báo lãi không? Cái vấn đề đó chúng ta sẽ không bằng nhiều đây ha. Với BNG thì chúng ta đã trao đổi rất nhiều trước đó, phải có vùng giá 10 tới 90, 100 tới 90. Với cái việc bật tăng mạnh như vậy thì nó không quá bất ngờ, nhưng nó tăng lên 180 và tăng một cách mạnh mẽ, nhanh trong thời gian ngắn như vậy thì đó mới là một cái bất ngờ mọi người ha. Đây mọi người thấy nè, một cái nền đá tích lũy vô cùng chặt như vậy thì nó có khả năng giúp cho BNG sẽ tăng trưởng dài trong thời gian tới. Nếu mà mọi người hỏi BNG thời gian tới sẽ tăng trưởng tới đâu á thì thật sự em không biết mọi người, tại vì BNG hiện tại nó quá thoáng. Thứ nhất là tích lũy quá chặt, quá đẹp trong một cái vùng biên rất là lâu. Thứ hai, tất cả các khung đồng xu hướng. Cái thứ ba là tất cả khung nó gần như thoáng, không có một cái bất kỳ cái hỗ trợ kháng cự nào mà có thể cản bước tăng của BNG được nữa. Vì vậy mọi người hỏi mà BNG tăng tới đâu sẽ tùy vào kế hoạch của mọi người và tùy vào tài khoản của mọi người mà em sẽ cho mọi người một cái giá chốt cụ thể ha. Tại vì mọi người nè, trên livestream hoặc trên video tụi em không có mà có thể tư vấn chung chung và có thể hợp được ý được nhiều nguồn của mọi người. Cái căn bản là vì tụi em không biết được cái NAV hoặc là cái chặn lỗ hoặc là chốt lời cụ thể của mọi người như thế nào để tụi em điều chỉnh sao cho phù hợp với cái bối cảnh hiện tại của thị trường ha. Thì với BNG trong thời gian tới có điểm mua mới hay không? Thì với BNG trong thời gian tới thì khó có điểm mua mới, nhưng gì sẽ khó có điểm mua mới. Nếu mà BNG đợt này mà nó có chỉnh á, thì em đang sợ nó không chỉnh nè. BNG em sợ nó lại không chỉnh nè. Nếu mà nó chỉnh mà nó về lại đâu đó tầm vùng 101 á, thì may ra chúng ta mới có điểm mua tiếp. Nhưng mà để một cái đợt tăng mạnh như vậy và quay lại 101 là một điều rất là khó. Vì vậy chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều ha. Ở thời gian tới là có thể mua được ở vùng giá 111 và em sẽ quan sát và báo mọi người lại về cái vùng thềm ha.
và cái vùng thềm đó sẽ được báo trong app của ITB hoặc báo trong room cộng đồng em có game dưới phần bình luận, mọi người có thể xuống đó nhắc ha. Với BNG hiện tại thì những ai đã nắm giữ thì mọi người có thể tiếp tục nắm giữ nha. Nếu lợi nhuận của mọi người đã đạt được gần một nửa cái TB mọi người đặt ra thì mọi người có thể chốt và giữ lượng hàng còn lại ha. Với cái đợt tăng tiếp theo em sẽ căng để có những cái điểm tối ưu hơn để cho mọi người vào ha. Thì BNG hiện tại nó đã không còn điểm vào, nhưng được cái là BNG hiện tại nó đang đồng bộ các khung, nó tích lũy và nó bung cực kỳ đẹp, nên mọi người có thể cân nhắc và hold tiếp với BNG. Chưa có vấn đề gì chúng ta có thể bỏ qua với BNG nhỉ. Một cái cổ mang tính mùa vụ quá tốt, gần tới mùa cưới, đều gần đầu mùa cưới ha, gần đầu mùa cưới, và cái được hưởng lợi từ cái giá vàng tăng của thế giới. Ok mọi người, thì cảm ơn mọi người đã coi hết video về phân tích về cổ phiếu BNG. Và nếu như mọi người thích video BNG này của em, mọi người nhớ like, share và donate với số tài khoản em để dưới phần mô tả ha. Và mọi người ai muốn được cập nhật với BNG nhiều hơn thì mọi người nhớ tham gia vào cái link Zalo cộng đồng em để dưới phần bình luận, và có thể kết bạn qua số Zalo của em để em hỗ trợ ha. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.